thế là ngày mai là trong bản là có một cái rất là hay các bác ạ, là kỷ niệm 10 năm chuyển lên cái bản mới này. Trước bản cũ của tôi là ở dưới cách đây khoảng gần 1 km. Để chuyển lên cái bản này là 10 năm rồi. Đấy, tháng 11/2013 chuyển lên, thì bây giờ tháng 11/2023 là tròn 10 năm. Còn mấy năm trước, bản dưới thì không có điện các bác ạ. Không có điện đóm kiểu này đâu này. Ngày trước là chỉ có buổi tối là nhà nào đi lắp máy nước ở ngoài suối ấy, thì là có cái bóng điện bé bé này, này. Tôi còn có mấy cái ảnh tôi chèn và tôi với anh Thêm còn đi sửa cái máy điện ở ngoài suối ngoài này này. Và lúc đấy là giã gạo cái thứ là giã bằng máy hết ở ngoài ấy nhá. Giã ở ngoài suối luôn á. Tất cả những cái tôi nói đều có ảnh hết. Ngày xưa em còn chụp được nhiều cái khẩu đớn lắm. Ở ngoài suối ấy. Đứng phến à? Đứng phến. Thì nói chung là lên bản mới này đến giờ được 10 năm các bác nhìn này, cây cối cũng đã xanh tốt thế này rồi. Có thể các bác nào mới xem thì cứ nghĩ là bản chúng tôi trước giờ đây, chúng tôi mới chuyển đây 10 năm. Chuyển đây 10 năm. Còn trước là ở dưới bản dưới. Đấy, câu chuyện nó cũng kéo dài, tôi có thể kể, mình cũng không phải là viết kịch bản ra để mình nói tất cả một cái dựa vào cái trí nhớ rồi mình đã trải qua, thì tôi cũng xin phép là gửi đến các bác câu chuyện kéo dài 10 năm như thế. Còn ngày mai thì trong bản có tổ chức liên hoan như nào thì mình sẽ tính sau nhá. Còn bây giờ quan trọng là Châu góc bếp phải cho lên giàn. Sáng nay cháu nó đi, cháu lớn nhanh Thêm đi, nó bắt thêm mấy con nữa đấy, rủ tôi đi nhưng mà tôi bảo thôi mệt lắm. Hôm qua tôi vừa đi suối về rồi. Ngày mai ngày kia tụi tôi lại đi ăn năm mới, ăn Tết của đồng bào Hà Nhì, anh em trên kia người ta cũng mời rồi, thì là mai ngày kia là tôi đi. Hôm nay không dám đi đâu, đi bắt trâu nữa, về thì mệt lắm. Cơm trưa đây, cơm trưa xong là mình cho trâu lên trên giàn sấy đi. Trưa nay có món gì từ con trâu không anh Thêm? Có à, tiết trâu à? Đây, tiết trâu này. À, cái này tim trâu à? Tim trâu trộn với mắc có. Kia là tim trâu xào à? Không phải chứ, cái này là thịt lợn chứ. Nói tim trâu em đang giật mình. Mà làm gì tim trâu mà cho mắc có vào được. Đây, tim trâu là cái món này. Còn cái món này là món lạp. Thịt lợn quả mắc có. Để ăn với lại cái rau má đầu mùa. Hiện tại giờ ruộng là gặt xong rồi mà các bác. Cho nên là bắt đầu có rau má mọc ở trên ruộng rồi, rau má non luôn đấy. Ăn đây anh chị em ơi, anh Thêm ơi. Thử một phát xem nào. Tôi xin lỗi là cầm một tay mình khá là khó. Vào đây chú gắp cái này được. Cơm đây. Chắc là mai lại có thêm 3-4 con trâu nữa về đấy. Dự kiến chắc khoảng mai. Chúc. Ăn đi Chúc. Chấm cái này ăn ngon. Cơm đi. Mời cô giáo ăn cơm á. Mời cô giáo ở đây. Cô giáo Thêm à. Các bác thân mến, nay tôi đầu tiên được ăn cái món này. Rất là ngon này. Cái này là cái rau cải non ấy. Cả cây, muối cả cây luôn nhá. Bình thường ở dưới xuôi thì chúng ta sẽ muối là cái quả già. À cái quên, xin lỗi. Cái cây già và nói chung là trưởng thành rồi ấy. Còn cái này là hoàn toàn là cái cây nó còn non ấy. Mình giống kiểu mình ăn canh kia nhưng mà đây mang đi muối. Muối chua ăn nó chua ngon cực kỳ luôn. Và đặc biệt là ăn chua ấy kèm với lại cái mỡ lợn này. Cái mỡ lợn này thì mỡ lợn trên bản cho nên là ăn ấy nó khá là ngon luôn. Ô ăn cái này còn ngon, cực kỳ là ngon các bác ạ. Tôi ăn lần đầu tiên ăn kiểu này mà cái này là nó chua xong nó giòn. Nó mềm vừa tầm thôi. Chấm này ăn ngon lắm. Từ nãy giờ tôi đang cứ tấm tắc ăn cái này. Chấm ớt nữa. Nhìn miếng rau cải với lại muối, rau cải muối với lại dưa, gọi là dưa ấy. Miếng thịt mỡ này. Giỏ dãi luôn.
Gặp lại tí nào. Ngon lắm cái này. Ngon. Nó chua xong rồi nó giòn. Nó không cứng. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy làm cá kiểu này luôn này. Gói bằng cái lá gì, lá xả. Gói vào thế này cho nó tiết kiệm diện tích các bác, vì là mai là chị em liên hoan, anh em liên hoan cái gì, ngày đoàn kết toàn dân à. Rồi 10 năm lên bản mới này. Có cái món kỷ niệm 10 năm bản mới, có cái món cá chép gác bếp, nhưng mà tôi cũng chưa nhìn thấy kiểu này bao giờ luôn. Hôm nay là đầu tiên gói như này hả? Thế vừa nãy thấy rau nhiều lắm cơ mà. Sáng mai mới nấu chứ, sáng mai mới nấu, toàn rau là rau. Mỗi nhà góp một ít, mỗi nhà góp một ít các bạn, mỗi nhà cho một nắm vào. Thế giờ rau thì cây thì cao, cây thì thấp mà. Còn cái này lá rong à? Lá rong thì ngày mai, mai mới mổ lợn. Đây lá rong cũng nhặt ở trong rừng về đấy, lá sạch luôn. Mai làm. Còn đây cái rau cải, gạo, mỗi nhà góp một ít. Chị em chiều mới đông lắm, tập trung ở đây. Mai thì là bếp này là bếp chính đấy, để nấu nướng mang xuống nhà văn hóa để ăn. Nhưng mà nhìn cái mẻ cá này hấp dẫn thật. Có cái lá xả gói lên trên nhìn nó lạ, so với chúng tôi làm xanh ra thì nó đẹp hơn. Cái này là làm kiểu này ấy thì nó sẽ có một cái nhược điểm là bên trong nó không khô được. Bên trong này này, trong nó không khô, thế nhưng mà anh chị em ăn trong bản thì thường là không thích khô, nó phải hơi ướt một tí. Thế còn làm cung cấp cho các bác cá chép các bếp, chúng tôi phải xanh hẳn ra và để nó khô, khô đều hai mặt trong mặt ngoài. Kiểu này chắc chắn là trong nó không khô đâu, nó sẽ ướt. Nhưng mà chị em trên bản, anh em bản sấy thịt như thế, không bao giờ khô hẳn, nó cứ hơi ướt ướt một tí. Nhưng mà nhìn đẹp ấy, nhìn hấp dẫn phết. Đấy, tôi vừa chỗ chị em đang làm cá giờ giải tán hết rồi. Thì đây này, các bác này, rau mỗi nhà góp một tí, gạo mỗi nhà góp một tí, rượu mỗi nhà góp một tí. Đấy, thế là tập trung vào với nhau. Này, Trung cầm đi, mang đi góp với các bà đi. Cầm đi, mang đi góp đi. Mỗi nhà góp một tí. Thế là mai liên hoan bét nhè luôn. Đấy, thú vị không? Kia có một gia đình cũng mang một tí gạo này, một tí rau. Đó, hơi bị hay luôn. Ở dưới xuôi thì chúng ta sẽ không còn cảnh này đâu, chỉ có Campuchia thôi, tiền thôi. Nhưng mà đây thì nhà có cái gì thì góp chung, rất là thú vị. Thế bây giờ em không trồng rau thì góp cái gì được nhỉ? Em không có rau thì góp bằng cái gì? Góp bằng gạo à? Góp bằng rượu à? Uống rượu thế à? Thế không có gạo, không có rau đâu. Đây này, rau vừa mới góp vào đây này. Rau chỉ, các chị có nhiều rượu. Thế thì bây giờ không góp gạo, không góp rau, cứ vác mồm lên ăn thì ngại chứ. Không sao. Đây nữa, mai chụp yên tâm, chụp cho các bà đẹp luôn. Chụp cho các bà ngày mai ăn liên hoan đẹp phắc mẻng à? À, rau thơm, rau sống. Tôi thì vẫn cứ loay hoay mân mê cái mẻ cá này, vì nhìn nó thú vị, mình chưa nhìn lần nào ấy. Các bác thân mến, bây giờ là 10 giờ đêm rồi. Anh em tôi đang xem cái dàn cháy sấy trâu này. Bên kia thì hôm nay anh em đang hò hái ác lắm. Cá chép bên kia tôi cũng chưa biết là như nào, vì nãy tôi không dám sang sợ bị anh em bắt cóc và uống rượu ấy. Nên là mình trốn ở bên nhà có dám sang đâu. Sáng mai mình sẽ sang bên kia. Mình xem mọi người nấu nướng món gì ngon ngon rồi đi liên hoan cùng nhau một tí. Vì các bà cứ dặn đi dặn lại là mai ra để phải chụp cho chị, cho cô cái ảnh thật đẹp vào đấy. Ok, mai ra chụp ảnh ngay. Cái gì? Thoải mái đấy, cứ mặc áo cóm, áo truyền thống vào. Đẹp đẹp một tí là mai chụp đẹp ngay. Còn châu góc bếp thì giờ đang bỏ ra rồi. Hẹn gặp các bác sáng mai. Đẹp rồi. Lăng hồn nè.
Hóng thì sửa một phát là xong, nhanh lên đi, người ta đang múa hết rồi. Đi đi tiêm đi rồi ra. Có khá nhiều món rồi đấy. Căng đấy làm gì đấy Tuấn? Căng làm gì đấy? Chè kệ chứ. Thế nào hôm nay có những món gì thế nào? À, xôi này, chắc cái này là xôi các bác. Cơm nếp, rau sống. Đấy con cá hôm qua nướng này này. Con cá hôm qua, xin lỗi không phải nướng, mà cá hôm qua các bếp qua quà. Nó sẽ không khô được như là cá sấy bình thường đâu các bác. Nó vẫn hơi ướt ướt á. Hôm qua tôi nói là chị em như này ăn không bao giờ ăn khô hẳn. Nó hơi ướt ướt một tí. Đây là lá rau cải, cái rau cải hôm qua mỗi nhà mang đến bóp một tí đấy, cho với lại cái măng măng tươi trộn vào với nhau làm nộm ấy. Cái này là thịt gà luộc, cái này là mấy quả quýt, với lại rượu, đấy, một mâm như thế này. Còn trên này đang mầm luôn, đông lắm. Làm cái này phải mở mắt to vào nhìn nó mới tình cảm. Cái mắt. Thế cái này giờ làm cái gì? Làm lạp à? Làm lạp đúng không? Thế không có mắc có à? À mắc có bên này. Ô đầy luôn mà một xô to các bác ạ. Quả mắc có nhiều lắm này. Tìm cái gì? Không đâu, tao không uống đâu, hôm nay sợ lắm. Hết chưa? Cái kia đang rất là ồn ào luôn. Chị em đang múa hát. Trên này thì thằng này nó đang làm cái món chả biết món gì, gọi là cái gì mày? Thiêu. Đây là thịt trao à? Thịt trao. Còn đây còn một đống nữa này. Một trâu. Trâu nướng. Thịt trâu. Thằng Giang giờ làm cái gì đấy hả à, Thiệu? Trường bản à? Đứng trường bản nào? Bản dưới á? Bản dưới. À. Nãy ra thấy nó đang đứng, nó kéo vào, tao phải chạy luôn. Hóa ra giờ làm trường bản à? Quách đấy nhờ. Xào nốt đi. Tôi xin phép và vừa mới trốn về nhà gì vì là chị em đang nấu nướng chưa xong nên mình về mình gặm tạm cái miếng cơm lam. Hôm qua thì lúc trông cái dàn sấy thịt đêm hôm qua thì chị Trăn chị làm cái hai ống cơm lam. Sáng nay được ăn. Ngon đấy. À, nhưng mà có vẻ là bên trong là nó hơi khô. Hơi khô. Đây. Không được, bóc khó quá, hơi gặm thôi. Còn hôm nay thì chắc chắn là lúc uống rượu tôi không dám ra đâu các bác, vì ngày mai là tôi với anh Thêm sẽ đi ăn Tết của đồng bào người Hà Nhì cách đây khoảng mấy chục cây, lái xe nên là uống hôm nay là mai sẽ vẫn còn ấy. Nồng độ cồn trong người nên là tuyệt đối là không nên uống. Mai lái xe thì tôi đi ăn trên kia đám cưới sau. À quên, xin lỗi, ăn Tết sau. Còn trong là đi có tiết mục xòe ngoài kia nữa. Ngoài kia sẽ có tiết mục xòe, uống rượu xong sẽ xòe. Hôm nay tôi sẽ ra một tí xem tinh thần của chị em bốc đấy, bốc lửa luôn. Ăn đã, nhùm nhòm hết rồi. Hôm nay là trong bản thì chỉ có mỗi nhà cử đại diện đi hai người nhỉ? Hai người thôi. Tức là thường là hai hoặc ba tùy ý, nhưng mà không phải tất cả mọi người trong bản dồn vào đâu các bác. Thì cũng phải đúng thôi, rau mỗi nhà góp một tí thì đại diện mỗi nhà đi một hai người đấy, chứ đi hết cả nhà 5-6 người, có nhà 8 người thì làm sao đủ thực phẩm được. Đấy là sự thật, đó là như thế. Đóng góp mỗi nhà một tí, ở tiền một tí, à rau một tí, à gạo một tí, à thì ban tổ chức đi mua rượu, mua lợn này, mua cá, đấy là những cái đấy. Còn
rau cỏ hay là quả mà có thì phân công nhau ra đi lấy, những cái rau khác nhiều rau sủm lum thì đi lấy. Đây này, đợt này anh thêm có trồng được một cây sủm lum ở đây rồi này, chắc khoảng sang năm là được ăn rồi đấy. Chỗ này đang mọc lên rồi đấy, trồng ở nhà dùng cho nó sướng. Tí nữa anh em mới ra. Giờ dưới kia vẫn đang hát. Tí nữa em ra. Đây các bác vừa nãy nói vào bên nhà anh thêm có cây sủm lum ấy. Đây là bên này tôi quay cây này với hai là giới thiệu với các bác một cái gầm của cái nhà và sàn nhà cực kỳ ngăn nắp của bản luôn. Tí nữa ta sẽ đi quay một vòng đấy, gọi là cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ luôn đấy. Này cái cây này nó già chưa? Cây sủm lum lấy ở rừng về mà trồng mọc ở đây này, gốc nó giờ to như này rồi, ăn thoải mái luôn. Đây và đây ta quay một cái ngôi nhà cực kỳ ngăn nắp, và tôi lúc nào cũng nói với bọn Toàn Tuấn mày phải ngăn nắp được như thế này thì mới gọi là thích. Đây là cái mô hình nhà chung ở trong bản là sẽ làm như này. Tôi đã nói rất nhiều trong các cái phim trước rồi là sẽ có một cái cầu thang ở phía đằng sau phía bên này và một cái cầu thang ở phía đằng trước kia. Ngày xưa thì ở trong cái bản cũ ấy là gần như là cái diện tích đất nó rất là chật, nó không có những cái khoảng không lưu thông quanh nhà rồi có vườn rau này đâu. Ở dưới gầm sàn này phía là để quây vào để nuôi cái gì nhỉ, nuôi trâu, nuôi bò, thả buộc trâu buộc bò ấy, với lại buộc con lợn. Còn bây giờ thì là rộng rãi hơn thì là hoàn toàn là sinh hoạt ở cái nền này là chính. Đây, chẳng hạn như đây là khu vực bàn uống nước này, bàn này. Và thứ hai các bác nhìn chủ nhà ngăn nắp và sạch sẽ đến mức này, hơi bị choáng luôn nhé. Cái phần củi này xếp, các bác nhìn thấy không, xếp tay đấy, nó phẳng lì luôn, nó phẳng lì hết cái này hai gian củi. Mình đứng ở đây thì mình nhìn thấy nó không thẳng được, nhưng khi các bác lui đây các bác nhìn được này, cái chủ nhà là cực kỳ cẩn thận này. Vì sao là đây này, đằng sau này thì nó sẽ như thế này đúng không? Đỡ ông này lộ mặt ra rồi, đang trốn tôi bảo là giới thiệu trước chứ không phải ra. Nhà anh Tấn quá, tôi định bảo giới thiệu sau nhưng mà đấy, ông cẩn thận lắm, sạch sẽ, phẳng lì hết thế này nhá. Mình ai đến cũng hơi choáng ở cái phần xếp củi này đấy. Ngày xưa tôi hồi bé bố mẹ giao xếp củi thì mình không xếp thế này được đâu, mình xếp cũng kiểu lôm côm lắm, không phẳng ở đâu. Anh Tấn đang chuẩn bị ra kia với anh Thêm ra ngoài kia rồi. Thế còn hầu hết ở trong bản thì là diện tích đất bây giờ là được chia như nhau. Chuyển đây là năm thứ 10. Thì hôm nay là ngoài kia đang tổ chức kỷ niệm 10 năm đấy các bác. Năm thứ 10 rồi. Cây cối cũng đã mọc lên rồi, đây vườn rau này. Ngọn ngà ngăn nắp hơn rất là nhiều so với tất cả gia đình khác đấy. Rau phân ra từng khu vực luôn, trồng rau khoai lang này, đây có cây táo này, thanh long này, vườn rau bên này này. Sang bên này là quy hoạch vào chỗ một cái ao nhỏ nhỏ, gọi là cái bể cá này, nuôi mấy con cá này. Bên này là chuồng gà, chuồng vịt, chuồng lợn. Đây có mấy con, đây con này đang đứng ngẩn tò te đòi ăn này. Ó cái gì? Chỗ này là khu vực nấu đám lợn. Bên này là bếp. Đấy, thực sự là tôi lúc nào cũng nói với anh em, anh Tấn là một trong những gia đình là cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ trong bản. Tính cách con người nó là tính cách luôn đấy, gia chủ nhà mà gọn gàng thì gia chủ gọn gàng. Đấy, nhìn không, không có một cái gì gọi là thừa thãi vứt ra, cái nào cũng xếp ngăn nắp vào chỗ đấy, thóc xếp lên đây. Tôi xin phép là không quay trên nhà trên vì đấy là chốn riêng tư của gia đình, tôi không quay. Dưới này đây, chỗ này là máy sấy thóc này, à máy sắt thóc này. Cùi ở đây ông ấy cũng xếp như thế này luôn. À thật, thẳng tưng tưng. Hả? À, đây này anh Thêm rồi này. Thế ông, anh thấy ông nhà nhỉ, nhà người nó cẩn thận thì nhà nó ngăn nắp đẹp nhỉ, sạch sẽ. Mình đi vào nhà chỗ nào nó cũng ngăn nắp sạch sẽ này, đấy nó chuẩn chỉ luôn các bác ạ. Đấy, tôi nói thật sự tôi rất ấn tượng và thích như cái lối sinh hoạt như nhà anh Tấn này, nó ngăn nắp lắm. Bàn uống nước đây đơn giản thôi, có một cái bộ bàn ghế cũ đây, củi bên này cũng thế, xếp đâu vào đấy luôn. Quanh nhà là không có cái chuyện vứt rác vứt rưởi quanh nhà đâu. Cái này là phải học đấy các bác ạ. Phải. Gia đình văn hóa đấy đúng không? Đạt 6 tiêu chuẩn cơ. Ngăn nắp gọn gàng. Được. Đến cái vườn cây ngoài này đấy không có cỏ mọc linh tinh đâu. Không có cỏ mọc tùm lên đâu. Quy hoạch đâu ở đấy nhá. Ví dụ đây là cái cây sả chứ không phải cỏ nhá. Cây sả nhá. Cái này cây nhót con nhá. Cây đinh lăng nhá. Cây mía nhá. Đây. Cây sung nhá. Không có cỏ mọc ở dưới này đâu, chứ còn nhiều nhà xin lỗi cỏ nó mọc hết lên thế này này, cái rác rưởi vứt đầy này, son chảo này, nồi niêu này,
không 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 ngăn nắp thế này đâu. Đấy thôi, đi một vòng rồi quay lại cây sủng lum. Anh Thêm đang trồng một cây như thế này ở cạnh nhà, thì mai kia là đến mùa ăn là chúng ta chỉ cần tối cần ra thì đây, bẻ mấy cái lá này, bẻ cái lá này là được rồi. À sủng lum. Thôi đi anh em chuẩn bị ra, tôi xin phép là tôi trốn ấy, ý anh em có dạ uống với tôi. Giờ vừa chụp tí thôi. Đi cùng nhau á? À? Không ra đâu. Sợ say lắm. Không vào đâu. Đứng đi làm một mâm chứ. Nào ui rồi. À. Trơn thế nhỉ? À? Quần đẹp thế nhỉ? Áo da bò mà. Không đeo tất à? Giày này hôm nọ đi suối đấy. Thế này về cho cái này vào trong chứ. Giày này đi cho cái này vào trong. Trông nữa say thì cái thật mày quần còn không khóa. Đi à, Trung cũng đi à? Múa à? Bây giờ múa à? Vâng, múa đây à? Múa chỗ này gì? Các bác thân mến, hôm nay ở ngoài kia múa xòe, uống rượu thì tôi trốn không dám ra. Đến lúc múa xòe chị em ra vào chụp ảnh cho một loạt. Thế là mình cũng ra mình xem múa xòe, mình chụp ảnh, còn uống rượu trốn thì mai bọn tôi đi ăn năm mới. Hôm nay trời đang gió mầm này, khả năng là mai nắng ấy, gió nó sẽ đuổi hết được cái mây đi. Đến 10 năm lên bản này thì bọn nhỏ này, thằng này trong thằng Hải bao năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 12 à? Thế cái 11 à? Thế là trước đây 10 năm thì mới 1 tuổi, bây giờ to này rồi. Bọn Tiến ngày xưa đi câu cũng bé bé này, giờ thì thanh niên hết rồi. Thôi hẹn gặp các bác sau trong một cái video khác. Thanh niên trong bản giờ thì sắp lấy vợ hết rồi, còn bọn nhỏ nhỏ này giờ đang chơi kiểu này.